là em, em có còn yêu anh nữa không? Em có hiểu cho những nỗi khổ và những ước mơ của anh không, Lan? Hiểu chứ. Hiểu? Hiểu mà tại sao em làm khổ anh như thế này hả Lan? Tại sao vậy Lan? Hả? Không, đó chỉ là những ý nghĩ mà anh dùng để tự lường gạt mình và làm khổ những người thân. Lan, sao? Sao em nói vậy hả Lan? Anh là một con người chỉ biết tự thương mình. Nói thật nha, trừ bản thân anh ra, anh chẳng thèm yêu một người nào khác. Cho dù người đó được gọi là người anh yêu, chứ không phải như em, dâng trung thành với kỷ niệm, dâng chung thủy với giấc mơ xưa, vẫn trân trọng tôn thờ trong tim một hình ảnh. Cái hình ảnh mà em đang thấy cho thảm thương trước một con người có uy quyền sang cả. Ôi, trước kia anh cũng là một con người dịu hiền trong sáng, mà ngày nay ai đã biến anh thành một con người tội lỗi nhục nhã. Bình ơi, tồn tại làm sao với những ngày đắm máu, buông trôi với đêm đêm nhạc mê gái rượu quay cuồng. Ôi cô nhân ơi, có khi nào anh nghe tình yêu sống lại trong lòng? Ôi đẹp làm sao cái khổ người ta cũng hồn nhiên bỡ ngỡ, còn thích vui còn đùa dân tung tăng. Ngây thơ mà sâu sắc, hồn nhiên mà lãng mạn đa tình. Một chút nắng đồng quê, một thoáng hương đất mẹ, một hình ảnh hiền nhân cũng đủ làm cho người ta yêu đời sung sướng. Anh vẫn nhớ, anh vẫn yêu, yêu những ngày thơ mộng đó là. Nhưng cuộc sống không phải là quá khứ và kỷ niệm đâu em à. Con người có lịch sử, có gốc nguồn, thì làm sao quên được quá khứ hỡi anh. Mình đâu phải là giống dân hợp chung sống đời, dù một lang thang với bến bờ vô định phía chân trời. Mình có những gốc rễ bám theo bền chặt, bám sâu từ trong tầng đáy tâm hồn. Anh tưởng rằng anh có thể quên, anh tưởng rằng anh có thể vùi chôn bằng những hình ảnh sáng đẹp phù du. Nhưng anh có biết đâu, những lúc anh cố quên là những lúc anh làm cho nó sống lại. Nhưng khi anh chạy trốn, chính là những giây phút anh trở về bằng tiềm thức nghĩ là lòng cô đơn. Lan, Lan ơi, anh xin em, anh xin em đừng nhìn anh như con người xa lạ. Anh vẫn là anh, vẫn là Bình của Lan thuở trước, vẫn cuồng say nồng nhiệt như cái thuở ban đầu hai đứa mới yêu nhau. Anh cũng biết thương em
nhớ mẹ. Anh cũng xót lòng trước cái thảm họa chiến tranh. Những ngày xưa, nhớ ngày xưa anh cũng là một thi sĩ, ca ngợi tình ta như trăng nước mây ngàn. Rồi một sáng anh đi là để đem vinh quang, đem vinh quang về cho cha mẹ, và đem hạnh phúc về cho lứa đôi tháng ngày mong đời. Nhưng có ngờ đâu, giờ đây giữa chúng ta có bức tường thành nào ngăn trở. Lan ơi anh đau xót nhìn nhau mà xa cách muôn trùng. Lan ơi anh xin em đừng hiểu anh là một kẻ bạc nghĩa vô tình. Em biết không, hình bóng của em cứ mãi chập chờn trong giấc ngủ. Nỗi xót đau cứ quằn nặng ở lòng anh. Anh không muốn mất em, anh không muốn, anh không muốn em phải dấn thân vào con đường vô nghĩa. Để rồi một ngày nào đó họng súng của anh sẽ bắn vào em. Lan ơi nếu em ngã xuống thì tim anh sẽ trở thành băng giá vì xót đau và bao nhiêu nỗi kinh hoàng. Còn chuyện mẹ của anh bị phía bên kia giết chết, chuyện đó có thật hay không thì làm sao anh tin được? Anh không tin bởi lòng anh đầy nghi kỵ thì làm sao tìm được sự thật chứ? Cái đó có hay không và tùy thuộc vào ai hả em? Ui thật đáng tiếc cho anh, buồn cho anh là anh chưa hiểu mình trọn vẹn. Anh nhìn người thân bằng cách nhìn và suy nghĩ của ngoại nhân, nên anh không thấy được anh là một kẻ lá thư sai đường. Thì làm sao anh nhận ra anh là một kẻ mất nghĩa cội xa nguồn? Anh thương mẹ nhưng anh không hiểu được tình của mẹ. Anh thương em mà anh không hiểu được tình em. Anh giết cho tình yêu và quy diệt mọi ước mơ. Anh đại đó người thân để đi tìm nhanh dòng ao, thì anh sẽ bị thế và nguyện rủa muôn đời. Lan, không, anh không tin điều đó. Rồi đây anh sẽ tin. Trời ơi Lan, Lan ơi, anh không hiểu tại vì sao em và anh không làm hai con chim nhỏ ca suốt đêm ngày một bài ca hạnh phúc bình yên trong một thế giới riêng tư giữa khung trời thơ mộng. Anh sẽ lo cho em, phải, anh sẽ lo cho em có đủ vàng son nhung lụa. Anh sẽ dựng cho em một ngôi nhà nhỏ xinh xinh, nghĩa là ngay trên mặt đất anh sẽ tạo cho em một cuộc sống thiên đường. Lan ơi, tội gì em dấn thân vào dòng nguy hiểm, xuống đường tranh đấu, để rồi em mang lấy quả vào thân. Em nghĩ coi, việc làm đó của em chỉ chút lấy đau thương trước sắt thép đạn bom của một siêu cường quốc có sức mạnh kinh hoàng. Vừa rồi là trích đoạn Tìm lại cuộc đời của Hoàng Khâm Quy Lam qua giọng ca nghệ sĩ Phương Nghiệp, giải nhất đài phát thanh thành phố và Lâm Phương Dính Cô.